bằng chứng sơn tùng mtb và hải tú sống chung nhà sau một thời gian im hơi lặng tiếng sơn tùng mtb và hải tú bất ngờ rộ thông tin sống chung vì một chi tiết đặc biệt bằng chứng sơn tùng mtb và hải tú sống chung nhà một thời gian sau ồn ào chuyện tình cảm của thiệu bảo trâm sơn tùng hải tú những người trong cuộc đã trở lại công việc và ổn định sự nghiệp sơn tùng cũng không nhắc đến chuyện tình cảm ồn ào và đặc biệt chưa từng nhắc đến hải tú cô nàng cũng im lặng không tái xuất và giăng bóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội tuy nhiên mới đây Sơn Tùng đăng một đoạn clip ngồi nghiêu ngào hát trên Instagram cá nhân vào tối ngày 25 tháng 5. Cùng lúc đó, một tài khoản để chế độ riêng tư tên lời giao với ảnh đại diện của Hải Tú bất ngờ chia sẻ story với gốc chụp tương tự. Trên các nhóm chuyên bàn chuyện showbiz, không ít người đặt thuyết âm mưu cho rằng cả hai đang sống chung cùng một nhà. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng có thể tài khoản lời giao chỉ là một tài khoản giả mạo Hải Tú. Bởi hiện tại xuất hiện khá nhiều tài khoản giả mạo người đặc biệt của Sơn Tùng. Ngoài ra, lời giao đăng tải hình ảnh được cho là các từ clip của Sơn Tùng rồi trung lên. Trước những ôm bao của cư dân mạng, vẫn như trước kia, Sơn Tùng vẫn chọn im lặng là vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ, xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.